Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Tôi quý minh tôi Như Hiền và Đoàn Trọng xin tân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và kính chào tất cả các quý vị cà phê sáng. Hôm nay là mùng 2 rồi, vào anh Trọng. Đúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2019. Như vậy là chúng ta đã bước đi được 2 ngày đầu tiên của 2019. Yeah. Hôm nay thì ngoài trời khí hậu như thế nào, thưa Như Hiền? Thưa quý vị, và hôm nay vào buổi sáng như quý vị đi ra ngoài đường thì trời rất là lạnh, lạnh đến cóng tay, là 38 độ nhiệt độ hiện tại tại Westminster, và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 66 độ và thấp nhất chỉ có 41 độ. Trời gió của Santa Ana vẫn còn rất là nhẹ nhưng mà đã vẫn còn đó từ 10 tới 8 dặm một giờ, và nhiệt độ cao nhất ngày mai là ngày thứ 6 65 độ, và vào buổi chiều vào cuối tuần này vào thứ bảy, vì do cái cơn bão ở ngoài Pacific là ngoài Thái Bình Dương sẽ đem đến thì có thể mưa vào ngày thứ bảy, thưa quý vị, và những cái vùng núi như là những cái sa mạc, những khu China Lake nhiệt độ rất là thấp và rất là lạnh, lạnh đến cống, và nhiệt độ ở những cái miền núi như là Big Bear, Arrow Lake thì sẽ có tuyết và thời tiết rất là khô. Ngày hôm nay trời nắng rất là nhiều nhưng mà thời tiết rất là khô và nhiệt độ rất là lạnh, thưa quý vị. Vào ngày thứ bảy trời có thể mưa rải rác vài nơi. Kính thưa quý vị, đó là khí hậu và thời tiết tại miền Nam California. Trong lúc đó chúng ta thường hay nói lạnh đến 0 độ ở tại Việt Nam. Nhưng đến bây giờ thì ở tại miền Nam California chúng ta đã bước vào cái làn danh là 0 độ vì chúng ta đã đạt được đến 38 độ F. Thông thường thì 35 độ F là 0 độ, mà chắc là quý vị đã thấy chúng ta hay bị vấp phải cái tình trạng đông nước đá, đông nước lại thật lạnh. Và sáng nay nếu quý vị có điều kiện đi làm sớm thì có thể nói là hai cái tai và hai cái tay của quý vị đã lạnh buốt. Đây là lần đầu tiên thấy tại miền Nam California có một cái cơn lạnh như vậy. Trong lúc đó thì chúng ta cũng không quên nói đến về thị trường chứng khoán sáng nay. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán sáng nay khi tất cả những biến chuyển những ngày vừa qua đã có dấu hiệu là Dow Jones trở lại với chỉ số 23.000, thì sáng nay Dow Jones đã tụt xuống một cách thê thảm với hiện nay con số 420 điểm đã bị rớt và lại đem đến cho Dow Jones chỉ số tới 22.900 mà thôi. Nasdaq cũng như vậy, kính thưa quý vị, Nasdaq không còn nằm ở vị trí 7.000 mà Nasdaq bây giờ đã mất đi 138 điểm và còn ở khoảng 6.527 điểm. Trong lúc đó thì S&P 500 vẫn bị mất 38 điểm và còn chỉ lại ở 2.471 điểm mà thôi. Kính thưa quý vị, thị trường chứng khoán cũng là một trong những cái điều mà làm cho người ta lo ngại nhất về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên những cái sự kiện vượt lên trong những ngày vừa qua cũng không làm đủ một cái niềm tin là thị trường chứng khoán sẽ vượt lên để tạo chúng ta có một cái niềm tin nền kinh tế sẽ vẫn khởi đi vững mạnh vào năm 2019. Nhưng chúng ta tạm thời quên đi tất cả những cái sự kiện mà có thể nói nó không nằm ở trong tầm tay của chúng ta, và chúng ta hướng về Washington DC. Chắc là Như Hiền đã biết trong những ngày qua, như vậy là gần đến 2 tuần lễ rồi, chính phủ đã đóng cửa. Người ta có một cái danh từ gọi là shutdown government. Và tất cả những công nhân làm ở những cái gọi là công viên quốc gia, những cái đống rác là những công viên quốc gia đã không có ai đi làm. 800.000 công nhân đã phải ở nhà và chờ ngày đi làm để được lãnh lương. Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Đó là một trong những sự kiện hiện nay đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Mà sự việc đó vẫn tiếp diễn phải anh chứ? Đến hôm nay thì tất cả mọi việc đều tiếp diễn. Nhưng trước khi chúng tôi đề cập đến vấn đề quốc hội và tất cả những cái sự việc liên quan đến vấn đề chính phủ đóng cửa, thì hôm nay là ngày thứ ba, như Như Huyền đã nói, ngày mùng 2 tháng 9. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một trong, hôm nay là ngày mùng 3 rồi thưa Như Huyền chứ? Ngày mùng 3, vâng. Vì kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nhiệm chức của 235 vị của đảng Dân Chủ cộng với 200 vị của đảng Cộng Hòa. Chúng ta có tổng cộng là 435 vị dân biểu của lưỡng đảng cộng với hai vị dân biểu của hai địa hạt gọi là Puerto Rico cũng giống như là tại Guam, và hai vị này thì chỉ được quyền tham dự nhưng không được quyền bỏ phiếu. Và như vậy thì ngày hôm nay là ngày chính thức lên ngôi của bà Nancy Pelosi, một người lớn lên
trưởng thành tại thành phố San Francisco, là một người theo đạo Công giáo. Kính thưa quý vị, bà Nancy Pelosi trở thành vị chủ tịch Hạ viện lần thứ nhì. Bà năm nay đã 78 tuổi, là một người có thể gọi là khó chỉ bảo với Tổng thống Donald Trump. Và kính thưa quý vị, trong lúc đó thì một vài thành viên quốc hội tại Thượng viện Hoa Kỳ cũng bắt đầu nhậm chức vào sáng hôm nay. Một trong những vụ chủ chốt mà người ta vừa mới để ý đến hôm qua đó là ông Mitt Romney, một trong những người đã từng ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và hiện nay đảm nhiệm chức vụ thượng nghị sĩ của tiểu bang Utah. Ông là một trong những người đã từng có mặt trên chính trường Hoa Kỳ trong nhiều năm qua, đã từng là thống đốc của tiểu bang Massachusetts, là một người theo đạo Uber và kính thưa mua bộ. Và kính thưa quý vị, ông là một trong những nhân vật có thể nói đã có những lời chỉ trích thẳng thắn tổng thống Donald Trump khi ông chưa chính thức trở thành vị thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ. Nhưng điều mà chúng tôi trở lại hôm nay, kính thưa quý vị, hiện tình đất nước Hoa Kỳ như thế nào và tất cả những cái sự kiện đó mang lại cái lợi ích chung cho tất cả người dân Hoa Kỳ như thế nào. Thế thì như Hiền theo dõi, Duy Hiền đã thấy rằng cái chương trình mới bắt đầu của đảng Dân Chủ với tổng thống Donald Trump có làm cho tổng thống Donald Trump gặp khó khăn hay không ạ? Thế như anh Trọng cũng đã nói là ngày hôm qua là có sự họp mặt phải không anh Trọng? Vâng. Thì những đảng Dân Chủ có bây giờ đang cố gắng làm rất là khó khăn cho Tổng thống Trump. Vâng, đúng như hiện đã theo dõi tất cả những cái sự kiện diễn ra tại White House ngày hôm qua. Tổng thống Donald Trump đã triệu tập một phiên họp với tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ cả lưỡng viện Hoa Kỳ, đó là Hạ viện và Thượng viện. Và nhiều người đã gọi Tổng thống Donald Trump ngày nay không còn là một vị Tổng thống mà là một người điều khiển chương trình thực tế. Nếu nói đó là một cái sự thật thì có lẽ đây là một cái sự vươn lên vào ngày hôm nay của một cái gọi là một cái bộ phim mới. Với một tập phim có thể được gọi là đảng Dân Chủ đình công trở lại và sự nắm quyền của đảng Dân Chủ. Tất cả những thành viên của đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện ngày hôm nay dẫn đầu là bà Nancy Pelosi. Họ hứa sẽ điều tra cái chết của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Họ hứa sẽ làm được tất cả những cái sự việc mà làm lại cho chính phủ phải khỏi thoát khỏi cái chết này. Đó là việc đóng cửa chính phủ phải được tạm chấm dứt. Và họ yêu cầu có thể một cái sự việc mà nhiều người có thể nói đặt phàn nàn rất nhiều vì họ bàn cãi đến vấn đề họ đem hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump ra. Và họ dường như không có xu hướng nhúc nhích trong một cái cuộc đối đầu với Tổng thống và về việc tài trợ cho bức tường biên giới của mình. Điều mà Tổng thống Donald Trump đưa ra kiên quyết nhất đó là $5 tỷ cho bức tường thì đến nay, kính thưa quý vị, đã gặp một cái sự khó khăn đối với đảng Dân Chủ, thưa Duyên. Dạ, và trở lại như là những công nghệ đó là Apple vào năm 2019. Apple như quý vị cũng biết là quý vị xài iPhone và là những cái công nghệ iPad và những cái MacBook rất là lớn. Thì Apple vào năm 2019, năm này là một khởi đầu khó khăn cho Apple và cổ phiếu của Apple đã rớt xuống 8% và Apple đã mất đi 55 tỷ thưa quý vị vào cuối ngày hôm qua. Và người CEO là Tim Cook đã nói rằng và đưa ra một cái lá thư trong Apple rằng là có doanh số năm vừa rồi trong những cái holiday và những cái ngày lễ vừa rồi, doanh số của Apple thấp hơn nhiều so với năm ngoái rất là nhiều. Và Apple đã đổ lỗi cho cái vấn đề đó là thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm Trung Quốc là một trong những cái kinh tế đứng thứ hai của thế giới. Nhưng năm 2018 vừa rồi, China và Trung Quốc cũng đã đi xuống, kinh tế đi xuống rất nhiều. Điều đó làm ảnh hưởng tới sự mua bán iPhone, iPad và tất cả những cái công nghệ của Apple vào năm vừa rồi. Và ông ta cũng có nói ra cái lịch tồi tệ hơn so với sẽ xảy ra năm 2019. Và Apple cũng không chỉ là một cái nạn nhân trong cái vấn đề xảy ra mua bán hàng hóa đã bị rớt xuống rất là nhiều. Những cái công nghệ như là General Motors, Starbucks cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề kinh tế mà Như Huyền vừa mới gửi đến quý vị. Sáng nay quý vị có điều kiện đi đổ xăng thì quý vị thấy giá xăng có vẻ hạ hơi là rớt xuống như lúc trước, như những tuần lễ vừa qua. Thì câu trả lời của quý vị có thể có, chúng ta hy vọng vào một cái nền kinh tế tốt hơn trong những ngày tháng mới sắp đến với 2019. Nhưng trở lại một trong những sự việc mà có thể nói làm cho tình hình quốc gia của chúng ta không được thuận lợi nhiều. Kính thưa quý vị, đó là việc đối đầu về một bức tường giữa Tổng thống Donald Trump và vài lãnh đạo của tất cả đảng Dân Chủ. Có thể nói rằng vào phiên họp ngày hôm qua, vào ngày thứ Tư, giữa tất cả các thành viên cao cấp của đảng Dân Chủ với Tổng thống Donald Trump, không một ai nhúc nhích và không ai đưa ra một cái phương hướng mới. Và sau đó thì bà Nancy Pelosi cũng giống như ông Chuck Schumer đã thẳng thắn hỏi Tổng thống Donald Trump, vì sao mà ông không có câu trả lời, làm sao mà tiếp tục
chính phủ phải bị đóng cửa. Và tất cả những giới chức quan trọng của White House mặc dù đã giấu tên cho biết rằng Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có câu trả lời với tất cả những thành viên của đảng Dân Chủ tấn công Tổng thống và hỏi Tổng thống một cách rất là kịch liệt vì sao và vì sao chính phủ vẫn bị đóng cửa. Lẽ dĩ nhiên họ đã cho biết một cái quan điểm và cái đường lối chính đáng của họ theo như những lời của thành viên của đảng Dân Chủ cho biết. Họ cương quyết và giữ vững lập trường của họ là không giao 5 tỷ đô la cho Tổng thống Donald Trump xây dựng một bức tường. Vì họ cho rằng việc xây dựng bức tường là một cái hành động vô đạo đức và có thể nói đây là một cái sự kiện được tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ không chịu tán đồng. Và như vậy phía Tổng thống Donald Trump vẫn còn cương quyết và nói rằng nếu ngày nào quý vị không có đổ tiền 5 tỷ đô la vào bức tường thì ngày đó tôi chưa bao giờ ký một cái việc sự một cái nghị định để cho tất cả các thành viên của tất cả những công nhân làm việc cho chính phủ trở lại đi làm việc trở lại. Kính thưa quý vị, đó là một sự kiện rất ngay cay cấn. Và có thể nói một sự thay đổi lớn vào ngày hôm nay, kính thưa quý vị, đó là ngày thứ năm Quốc hội sẽ được triệu tập lại và Hạ viện với đầy đủ tất cả các nhân tố, tất cả nhân sự với 235 vị của đảng Dân Chủ, cộng thêm tất cả các thành viên của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, họ sẽ gây khó khăn cho Tổng thống Donald Trump về vấn đề không có một cái giải pháp nào liệu ngày thứ sáu hai bên sẽ gặp lỡ lại với nhau và có thể đi đến một cái cuộc đàm phán tốt đẹp để cho người dân Hoa Kỳ tự hào là hiện nay đang có một chính phủ đang làm việc với họ. Kính thưa quý vị, tất cả những sự kiện đó vẫn ở đằng trước và chưa có một cái dấu hiệu chân trời, chưa có hé ra cuối đường hầm, vẫn là cuối đường hầm và chưa có một cái giải pháp nào để có thể nói rằng đưa lại sự hoàn chỉnh. Mặc dù Hạ viện hứa sẽ đưa ra một cái ngân khoản tạm thời cho tất cả các bộ của chính phủ làm việc cho đến ngày 8 tháng 2, nhưng Tổng thống Donald Trump hình như không hài lòng với cái điều kiện vừa mới đặt ra. Kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện mà sáng nay qua ly cà phê sáng chúng tôi muốn gửi đến quý vị để quý vị hiểu rõ hiện tình quốc gia Hoa Kỳ như thế nào. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.